Chào các bạn học sinh lớp 8, hôm nay cô và các bạn sẽ tiếp bài 1, phần read nha. Now, unit 1, my friends, read. Unit 1, my friends, lesson 3, read. Warm up. Now, answer these questions. How many friends do you have? Who are your close friends? What does he or she look like? Ở nhà chúng ta tự trả lời những câu hỏi này cho cô nha. Rồi, trước khi vô bài, cô có một số từ vận, có một số từ mới để hướng dẫn chúng ta nha. Nhưng các bạn lưu ý những cái từ này cô chỉ ghi những từ cơ bản thôi. Ở nhà chúng ta phải tra cái gia đình từ của nó cho cô. Tra bằng cách nào? Mở từ điển ra. Tra trong từ điển ha. Ví dụ cô hướng dẫn các bạn từ đó là động từ. Các bạn phải tìm coi nó có danh không? Có danh, ghi danh từ ra và nghĩa là gì? Có tính không? Có trạng không? Ghi ra đầy đủ hết cho cô nha. Nào, character. Character, character, character là gì các bạn? Tính nó, tính cách. Ghi vô tập nha các bạn. Cái phần này chúng ta mở tập ra, ghi vô hết cho cô. Sociable, sociable, sociable. Nói về tính cách nè, tính cách là gì đây? Sociable, hòa đồng, dễ gần gũi. À, ai đó hòa đồng chúng ta gọi họ sociable, sociable. Generous, generous. Cũng là một từ chỉ về tính cách. Generous, hào phóng, rộng lượng. Generous, generous, hào phóng, rộng lượng. Ghi bài vô nha các bạn. Orphanage, orphanage, danh từ. Orphanage, trại mồ côi. Từ này nó có từ trẻ mồ côi nữa. Trẻ mồ côi là orphan. Orphan ghi sao nhà tra cho cô nha. Orphanage, trại mồ côi. Orphan, trẻ mồ côi. Reserve, 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 một từ nói về tính cách kín đáo, dè dặt. Chalk, 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 lời nói đùa, chuyện đùa. Sense of humor, chúng ta có danh từ humor là sự hài hước. À, nó có tính từ nữa các bạn, humorous, humorous ở nhà tra nha. Sense of humor thì cụm từ này có nghĩa là khiếu hài hước. Sense of humor. Annoy, 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 làm bực mình, ha, làm bực mình một ai đó. Rồi chúng ta chép hết vào tập cho cô nha. Ở nhà tập đọc và tìm gia đình từ của nó cho cô. Rồi chúng ta bước vào bài đọc. Các bạn mở sách giáo khoa ra trang 13 cho cô. Chúng ta sẽ nghe một bài đọc ha. Nào, listen. Read. Ba is talking about his friends. I am lucky enough to have a lot of friends. Of all my friends, Bao, Kai, and Song are the ones I spend most of my time with. Each of us, however, has a different character. Bao is the most sociable. He is also extremely kind and generous. He spends his free time doing volunteer work at a local orphanage. And he is a hard-working student who always gets good grades. Unlike Bao, Kai and Song are quite reserved in public. Both boys enjoy school, but they prefer to be outside the classroom. Song is our school's star soccer player, and Kai likes the peace and quiet of the local library. I am not as outgoing as Bao, but I enjoy telling jokes. My friends usually enjoy my sense of humor. However, sometimes my jokes annoy them. Although we have quite different characters, the four of us are very close friends. Rồi, bây giờ cô sẽ giảng là những cụm từ quan trọng nha. Chúng ta cầm viết lên gạch dưới những cụm từ quan trọng với cô nha. I'm lucky enough to have. Now, underline, lucky enough to have. Dập dưới cho cô cụm từ này. Ôm lại cấu trúc enough. Trước enough là tính từ và sau enough là to verb. I'm lucky enough to have a lot of friends. Of all my friends, Bảo Khải and Song are the ones I spend most of my time with. Each of us, however, has a different character. Now, underline, however. Tuy nhiên, nhớ nha các bạn, chữ however này trước nó phải có một cái dấu câu và sau nó phải có một dấu câu nha.
Ở đây là dấu phẩy nè, thấy chưa? Each of us, mỗi người trong chúng tôi, tuy nhiên có một different character. Gạch dưới cho câu chữ different character. Chú ý, character, tính cách, nó là danh từ. Thì tại sao ở đây ta dùng different? Different là tính từ các bạn, có nghĩa là khác nhau. Thì trước danh từ, trong công thức bộ form, chúng ta phải dùng tính từ để bổ nghĩa cho danh từ đó. Nhớ nha, trước danh là tính thì ngược lại sau tính là danh. Nhớ cái công thức đó cho cô. Bảo is the most sociable. Từ sociable nãy mới học nè, có nghĩa là hòa đồng, đúng không? Bảo thì hòa đồng nhất. He is also extremely kind and generous. Underline extremely kind and generous. Gạch dưới cho cô chữ extremely coi nè. Extremely ở đây nó là F verb. Tại sao ta dùng nó là F verb chỗ này? Bởi vì nó đứng trước tính từ kind and generous. Một từ đứng trước tính từ và bổ nghĩa cho tính từ đó, bắt buộc phải dùng F verb cho cô. Nhớ nha. Cô ấy cũng vô cùng tốt tính và rộng rãi. Extremely, hết sức, vô cùng. He spends his free time doing volunteer work at a local orphanage. Underline spend, underline doing. Gạch dưới cho cô chữ spend với doing. Nhớ công thức sau spend phải là verb in. Sau spend phải là verb in. Nhớ nha, động từ đưa về dạng verb in. And he is a hardworking student who always gets good grades. Anh Lai Bảo Khải and Song acquire reserve in public. À, nhớ là chữ reserve mới học nãy, có nghĩa là gì nè? Kính đáo, dè dặt. Bạn Khải và bạn Song thì sao? Khá kính đáo ở chốn gì? In public, chốn công cộng, chốn đông người đó. Both boys enjoy school, but they prefer to be outside the classroom. Cả hai bạn đều thích đi học, nhưng mà sao? Thích đi học mà tại sao lại outside the classroom là sao ta? À, cái ý chỗ này chúng ta phải hiểu là bạn đó thích đi học, nhưng bạn đó lại thích những hoạt động ngoại khóa của nhà trường hơn. Ví dụ như nhà trường có tổ chức đá banh là thích lắm, tổ chức chơi đánh cờ với nhau là thích lắm, những hoạt động văn thể mỹ cũng khoái lắm ha, thích hơn. Song is our school star soccer player and he likes the peace and quiet of the local library. I'm not as outgoing as Bảo. Underline as outgoing as, ôm lại cấu trúc so sánh bằng. Tôi thì không có hòa đồng, không có cởi mở bằng thằng Bảo. As outgoing as. But I enjoy telling talks. Underline enjoy telling. Nhớ dùng cô công thức say enjoy là verb in. My friends usually enjoy my sense of humor. However, sometimes my talks annoy them. Although we have quite different characters. Although, gạch dưới cho although cho cô. Although đây có nghĩa là mặc dù. Mặc dù chúng tôi có những cái tính cách khác nhau. The four of us are very close friends. Nhưng mà bốn đứa chúng tôi lại là những người bạn rất là thân. Bạn bè thân không nhất thiết phải giống tính cách, đúng không các bạn? Khác cũng được. Miễn sao chúng ta hiểu nhau và chúng ta chơi chung với nhau được, chia sẻ với nhau được. Mỗi người có một cái hay riêng để bổ trợ cho nhau, cùng giúp nhau trong cuộc sống ha, và chúng ta ok chơi với nhau được. Rồi chúng ta đọc lại bài này ở nhà ha, và nhớ những cái điều mà cô giảng, cô yêu cầu các bạn gạch dưới, đó là những cấu trúc quan trọng. Đọc xong rồi, chúng ta hiểu bài rồi, chúng ta sẽ giải quyết hai cái bài tập phía dưới của bài đọc nha. Rồi bây giờ chúng ta giải quyết bài tập số 1 trong sách giáo khoa nha các bạn. Là bài tập trách nhiệm nha, multiple choice. Now, sentence A. Ba talks about of his friend. Three, all, four, all, none. Ba nói chuyện về mấy người bạn của bạn ấy đây. Từ nãy giờ đọc bài chúng ta có đếm không? Rồi chưa đếm thì giờ ngồi đếm lại đi, trả lời cho cô câu hỏi này. Rồi, sau khi các bạn trả lời xong giờ đáp án với cô nha. A, B, C, or D. Three, all, four, all, none. Three, đáp án đúng là A ha. A. Chúng ta chép vô tập luôn nha các bạn. Chép những cái bài tập này vô tập luôn cho cô. Ba talks about three of his friends. Chính xác là three. Now, sentence B. Bảo volunteer work. A helps him make friends. Causes problems at exam time. Does not affect his school work. Takes up a lot of time. Gạch dưới cho cô từ take up. Lấy mất rất là nhiều thời gian của bạn ấy. Chiếm nhiều thời gian. Vậy công việc tình nguyện của Bảo thì sao?
giúp bạn ấy kết bạn hay là nguyên nhân gây ra những vấn đề khi thi cử của bạn, lo làm việc tự nguyện quá, không có học hành, dở thi cử điểm thấp. Còn đáp án C là does not affect, affect ảnh hưởng ha, không ảnh hưởng tới công việc học của bạn ấy. Và câu D là công việc tình nguyện rất là lấy nhiều thời gian của bạn, bảo. Rồi, đọc bài chúng ta dò lại, chúng ta thấy mặc dù bảo làm việc tình nguyện nhưng mà bạn ấy cũng luôn luôn đạt được điểm tốt ở trường. Như vậy đáp án đúng nhất là trong câu này, trong bốn câu này là cái nào đây? Rồi, tự suy nghĩ cho cô coi nào. Rồi, sau khi có quyết định rồi chúng ta dò đáp án với cô nha. Now, does not affect his school work. Chính xác là vậy. Không ảnh hưởng tới việc học của bạn ấy ở trường. Ha, đáp án C ha, C. Rồi câu thứ ba các bạn. Khải and Song, I like quiet places. Rất thích những nơi yên tĩnh. Don't talk much in public. Hay là không nói nhiều ở chốn đông người, ở chốn công cộng. Dislike school. Dislike là không thích nha. Like là thích. Dislike là không thích. Không thích ở trường học. Enjoy sports. Rất là thích thể thao. Theo các bạn chọn đáp án nào đúng nhất? Rồi tự quyết định cho cô đi. Xong rồi dò đáp án với cô nè. Don't talk much in public. Ha, Khải và Song không có nói nhiều ở chốn đông người, ở chốn công cộng. Và câu D nha các bạn. Best friend sometimes his chores. Đáp án nào đây? A answer, do not listen to B and C. Laugh at, D get tired of. Ghi nghĩa cho cô nè. Laugh là cười. Đi với giới từ at. Laugh at ghi nghĩa cho cô là cười nhạo một ai đó. Ha, cười nhạo. Get tired of là mệt mỏi, cảm thấy mệt mỏi. Nhớ cái những cái giới từ nha. Laugh at, get tired of. Những người bạn của ba thỉnh thoảng sao các bạn trả lời những câu chuyện đùa của bạn, không lắng nghe, cười nhạo hay là mệt mỏi về những câu chuyện đùa của bạn ấy. Ha, chúng ta nhớ lại bài đọc này có câu là thỉnh thoảng những câu chuyện đùa của bạn làm bực mình các bạn của bạn ấy đúng không? À, như vậy đáp án đúng nhất là get tired of. Get tired of. Rồi chúng ta chép hết câu tập cho cô nha. Nhớ chép bài nha. Qua bài tập thứ hai nè. Answer the questions. Trả lời câu hỏi cho cô. Ở đây chúng ta cũng có một số câu hỏi ha. Tổng cộng là 6 câu. 6 câu. Rồi bước vô câu hỏi thứ nhất nè. How does Ba feel having a lot of friends? Nè, answer. Answer. Rồi, nếu các bạn trả lời rồi thì dò đáp án với cô nha. He feels lucky having a lot of friends. À, bạn ấy thấy may mắn khi có nhiều bạn. Chính xác là vậy thôi ha. Ai mà có nhiều bạn nên cảm thấy mình rất là may mắn đó nha các bạn. Bạn bè cũng là một tài sản của chúng ta đó. Ráng giữ cho thật nhiều những người bạn thân thiết bên cạnh chúng ta mỗi ngày. Sentence B. Who is the most sociable? Who is the most sociable? Bảo is the most sociable. Ai hòa đồng nhất? Tại nãy giờ giới thiệu Bảo chứ còn ai nữa đúng không? Now see. Who likes reading? Theo các bạn ai thích đọc sách đây? Đọc lại bài trả lời cho cô coi. Ai thích đọc sách? Rồi giờ đáp án nha. Khải likes reading. Ok. Khải likes reading. Now D. What is a bad thing about Ba's chores? Cái điều tệ hại nào về những câu chuyện đùa của ba đã xảy ra đây nè các bạn? Đó chính là they sometimes annoy his friends. Thỉnh thoảng những câu chuyện đùa sao các bạn? Là bực mình các bạn của bạn ấy. Nào ý. Where does Bảo spend his free time? Ha? Bạn Bảo ngoài cái việc mà là học sinh rất là chăm chỉ ở trường luôn, đạt điểm tốt, bạn ấy còn dành thời gian rảnh của bạn ấy ở đâu đây? À, các bạn nhìn cái hình này các bạn thấy ở đâu nè? Ở trại trẻ mồ côi đó, orphanage, trại trẻ mồ côi. À, chúng ta ở nhà chúng ta được bố mẹ, sự quan tâm chăm sóc của bố mẹ rất là chu đáo đúng không các bạn? À, chúng ta có đầy đủ cha mẹ là cái điều rất là đáng quý, rất là đáng trân trọng. Ai mà có đầy đủ ba mẹ ở bên cạnh chúng ta là một niềm hạnh phúc vô cùng. Nếu một ngày chúng ta thử vào trại trẻ mồ côi, chúng ta vào trại trẻ mồ côi, chúng ta nhìn những bạn trong trại mồ côi thiếu đi tình thương của bố mẹ, lúc đó chúng ta mới cảm thấy rất là trân quý những cái hạnh phúc tưởng chừng như đơn giản mà chúng ta hiện có.
Rồi chúng ta coi cái bạn Bảo này dành thời gian rảnh của bạn ấy ở đâu ha. Câu trả lời là he spends his free time doing volunteer work at a local orphanage. Ha, có rảnh chúng ta cũng hãy đi vô trại mồ côi ha. Lúc đó chúng ta tiếp xúc các bạn trại mồ côi, chúng ta sẽ mở lòng mình ra, chúng ta sẽ muốn làm những điều tốt đẹp nhất cho cuộc sống này các bạn. Câu cuối cùng nè. Câu cuối cùng. Do you and your friends have the same or different characters? Bạn và các bạn của bạn có cùng hay là khác tính cách đây? Nếu cùng thì chúng ta trả lời cùng ha. We have the same characters. Chúng tôi có cùng tính cách. Còn nếu chúng ta khác thì chúng ta nói là sao? We have quite different characters. Chúng tôi có khác tính cách với nhau. À, không sao cả. Cùng hay khác cũng được. Miễn sao chơi chung với nhau được rồi. Ha, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ được rồi. Rồi chúng ta chép lại hết 6 câu hỏi này vô tập cho cô nha. Chép hết đầy đủ cho cô nha các bạn. Chép không kịp thì về nhà, ở nhà cứ việc lên trang web của trường mà mở lại coi lại chép cho cô nha. Đây, tất cả 6 câu hỏi ha. Cứ việc về mở lại trên trang web của trường rồi chúng ta chép đầy đủ vô tập cho cô. Rồi, so sánh lại 3 người bạn của bạn Bảo nè các bạn. Talking about best friends. À, ba người bạn của bạn ba ha. Song, Khải và Bảo. Rồi các bạn coi lại ha. Chép lại những cái này vô tập hết cho cô nha. Tóm tắt là ý chính của bạn đó. Rồi bài tập của chúng ta tới đây là hết ha. Nhớ chú ý học từ mới nha. Và chuẩn bị tiếp tiết tiếp theo là write. Rồi chào các bạn. Chúc các bạn học thật vui nha.